dọn dẹp cái bàn thờ phía trước. Có bức xúc không? Mồ hôi rồi. Đây 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 đâu đi chứ ta đâu. Thì nhớ mình thôi à. Có một giây ở đây. Cái cây cuốc bên thôi nhiên nè, họ khen. Có cái đập bẫy á, khi mới dễ. Đưa gian họ lên tìm luôn. Không nổi đâu, giật tay á. Rồi tróc đá dưới rồi kìa. Kéo con cá tróc đá dưới rồi. Ủa, tróc đá luôn hả? Tróc đá kìa. Đá, 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 đá. Có đá cái đòn bẫy á, cái đòn bẫy khiên nó mới dễ. Tróc miếng rồi. Đá. Rồi. Cái đồng bảy rồi đi lên mồ hồng rồi. 1 2 nhẹ bẻ. Chịu lại nhảy cho biết cảnh đá. Con kỳ lân sao màu đỏ à? Màu đỏ thấy kỳ kỳ. Cặp màu trắng để mà đem màu đỏ. Tiểu tiếp tục vô chú đem cái con kỳ lân này xuống luôn nha cô chú anh chị. Dắt con cặp kỳ lân xuống luôn chị. Để đèn nẹn cậu này cô chú anh chị. Xuống. Kéo quần hả? Nhanh ra bộ ơi, bộ ơi. Anh né cái chỗ cho người ta khiên xuống anh đứng cái đó là kia. Chân giò cản nha em, chân giò cản nha. Bây giờ. Rồi lấy giò ra nha. Con đang dọn dẹp căn thờ của chú anh chị ơi. Ở phía trong là giờ hai con kỳ lân rồi đó. Rồi xuống dưới. Còn hai đứa con kỳ lân rắn là mang về nhà. Chuyển hai con kỳ lân xuống dưới nè cô chú anh chị. Chị Hồng Lân đang chọn đăng của ba mình cho chú anh chị. Đây là chồng của chị Hồng Loan cô chú chị. Chồng chị Hồng Loan này. Qua. Ra đi em. Qua đi. Cho chị qua đây. Chú Tiểu à. Cô cũng vô nè mọi người ơi. Để chị Loan ơi vệ sinh tí ha. Tí cho nó sạch sẽ xong rồi. Chị Loan hồi sáng có một cặp lân màu trắng chị Loan. Mà cô Loan đó phải mang về nhà đó. Mà cô nãy giờ cô khóc quá trời luôn. Xong chưa chị, để đầu cúng được chưa? Rồi. Rồi, anh em nén ra đi. Rồi hỗ trợ cho cô chị này cúng đồ nè. Đang né ra chỗ ra để anh ta đem đồ cúng vô anh em. Anh em ơi. Để ông lên. Trời ơi. Khóc luôn rồi. Trời ơi. Hai người đều tin loan luôn nha mọi người. Khách biết không à? Bây giờ anh em quá chạy rồi. Là xích ra chút xíu đi. Trời ơi chết tôi rồi. Di chuyển lên tí, lên đầu muộn kìa. Vậy là cái kèn
lên xí đây anh em, lên 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 lùi 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 trăng tới đi, trên đây nó không chịu lên, ở trên này nó không chịu lên. Trời ơi, bán này giỏi quá. Trời ơi, giỏi quá con. Mà biết cái gì ghê ta, hiểu gì ghê không? Rồi, giỏi. Chú Tiểu hướng dẫn nha, làm đây chú Tiểu. Nhẹ nhẹ thôi con. Đừng bể. Ok. Trời ơi, ông giỏi kìa. Nói chung nha, để biết tiếng mẫu, ông ngoại mà. Rồi. Từ từ cẩn thận nha, cẩn thận đã bể đồ nha. Rồi rồi bứng bứng đi. Trong đi rồi, vô vô trong đi em. Đi trong đi. Ở trong cái máy vô. Nhang này thơm lắm á. Thơm quá thơm á. Thơm cực kỳ thơm luôn. Hôm nay hết trời. Thơm em, không hết. Hết rồi. Mới hết xong rồi, hết mới biết thơm chứ. Không phải cho cậu năm hết. Không mà. Có hết mới hử mới biết thơm chứ. Cho cậu đồ thử nhân thơm đồ. Dạ. Hôm nay ngày cuối tuần rất là đông đảo khán giả đến dân hương, dân trái cây, cúng chậu nha. Hôm nay thì chị Hồng Loan cùng với chồng với lại cháu với lại người thân đến vệ sinh thành thờ, vệ sinh mộ cho cậu nha. Nhóc con giỏi quá, phụ mẹ luôn rồi. Đó, đừng lung chị lần coi cái nào không vừa là mình dẹp hết bớt kia chị lần. Lấy nhiều quá. Ủa sao ta, cái này dắt lên. Nó 30 nước. Ừ, cái đó dắt lên chú Tiểu. Chứ mà kiểu đơn giản. Chú Tiểu là giỏi nhất luôn nha. Chú Tiểu tuyệt vời rồi. Cái này là cúng sáng giờ mà sản xuất ra. Trời ơi, giỏi.